Câu 1 là thể quá khứ đơn. Vờ, o, sờ, tờ thêm ed vào. Postage. Động từ cột 2 của nó đấy. Đây là thể quá khứ đơn này. Nhìn đây cho nó xét, cho nó quen tay đi. Rồi, at this time yesterday, vào cái thời gian này ngày hôm qua. À, vào thời gian này ngày hôm qua là quá khứ rồi. Và có thời gian cụ thể thì con sẽ xài quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn là was hoặc là were cộng động từ thêm in. We là phải xài were rồi. Cộng động từ thêm in là learning. Đấy. We learning. We were learning. Ok chưa? Không đủ. Không đủ thì viết lên trên. Câu số 3, mình để ý từ usually là dấu hiệu của thể hiện tại đơn đây. Ba luôn luôn đi tới trường bằng xe đạp. Ba là chủ ngữ số ít thì sao? Thì ba là chủ ngữ số ít thì phải sao nhỉ? Thì động từ phải thêm s hoặc es vào, cho nên từ go thêm es vô. Tiếp theo, go es. Rồi. Câu số 4, gạch chân at the moment. Dấu hiệu của thể hiện tại tiếp diễn sẽ là một hành động đang xảy ra. Ở đây sẽ là Lan y reading cho cô. Hiện tại tiếp diễn đấy. Câu số 2 là quá khứ tiếp diễn thì xài were này, còn câu số 4 là hiện tại tiếp diễn là xài y này. Có bà ngoài. Rồi câu số 5 gạch chân ever. Ever là dấu hiệu của thứ gì nhỉ? Hiện tại hoàn thành. Ok, nó có have ở đây rồi này. Chỗ ở đây mình xài động từ cột 3 it. Eaten. Từ eaten. Eaten nha. Bạn đã bao giờ ăn cái món ăn của Trung Quốc chưa? Yes, I have. Yes, I have. Eaten. Ở một nhà hàng Trung Quốc vào năm ngoái. Sorry. Sửa lại. Gạch chân last year quá khứ đơn thì xài động từ cột 2 ate. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Chờ để cô viết chữ nhỏ cho nó nhìn. Nó chữ hoa rồi chữ thường lẫn lộn này. Rồi, xuống đây. Tomorrow thì tương lai nha con. Con xài will cho cô. Để cô viết lại cái tự thường cho con. Will call. Will call. Rồi câu điều kiện này. Cô giảng câu điều kiện cho con này. Câu điều kiện. Con học một câu thôi. Câu điều kiện mai mốt là ba loại câu điều kiện và điều kiện hỗn hợp nữa. À, điều kiện có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Nếu bạn học hành chăm chỉ bạn có thể sẽ có điểm tốt. Vậy là if cộng hiện tại đơn cho cô. If cộng hiện tại đơn. Còn về bên này là chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu. Ok chưa? Và ở đây sẽ là hiện tại đơn. You là chủ ngữ nhiều. Study giữ nguyên. Viết lại study. Ở bên này sẽ là will get. Will get. Will get. Xuống đây. Khi điện thoại rang lên, rang là rang lên, quá khứ đơn. Bên này là quá khứ tiếp diễn cho cô. Nó có một cái cho mấy cô. Ê, đừng có đẹp đây. Sao? Nó có một cái. Đây đây, gạch qua đây kìa. Đây nè. Thêm vô nó không thêm. Đừng có đẹp đây nhá. Hàng màn hình của tôi. Apple của tôi đó, mới mua đó. Mấy rồi. Rồi, mấy chục triệu đấy. Rồi, cái này. Cái này là gì? See what cooking cho cô. Quá khứ tiếp diễn. See what cooking. What cooking nha. Đấy. She was cooking. Ai? Rồi ở đây, can là động từ nguyên mẫu, can là mode of verb. Sau can con phải xài động từ nguyên mẫu cho nên con viết lại go thôi. Viết lại go thôi. Rồi câu dưới đằng sau enjoy này. Thấy enjoy không? Đằng sau enjoy động từ thêm in, con thêm in vào là xong. Ủa nhé. Thêm in vào là xong ha. Thêm in vào là xong. Vào đây in. Rồi xuống bài dưới nhá. Bài dưới là work form. Anh ta lái xe một cách cẩn thận, anh ta chả bao giờ gây tai nạn. The driver là động từ thường. Cho nên con sẽ bắt đầu xì buồn lôi thằng họ hàng của thằng Khe này ra. Khe là sự quan tâm. Bây giờ con sẽ chọn đòi cái thằng trạng từ một cách cẩn thận. Khe full là tính từ cẩn thận. Thêm ly vào là một cách cẩn thận. Đấy giờ, khe full ly. Đấy, đây là bài buộc form. Đứa nào cũng sợ hết. Mình không biết phân tích. Rồi, câu 2. Áo dài là một cái đầm truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ dress là danh từ này. Dress, danh từ. Trước danh từ là một tính từ. Tradition là danh từ. Chúng ta biến ông bắt là xì bùa họ hàng nhà nó ra. Traditional, tính từ. Traditional, thấy không? Thêm o vô. Rồi. Người Việt Nam rất là thân thiện. Friend là bạn bè. Chuyển sang thân thiện là friend gì? Friend gì nhỉ? Friend gì nhỉ? Friendly nào? Friendly, thân thiện. Thân thiện, friendly. Rồi câu này. Ba thích sưu tập tem trong thời gian rảnh. Anh ta là một nhà sưu tập tem. Nhà sưu tập là collect là động từ. Thêm tờ vào collector là nhà sưu tập. Collector là nhà sưu tập. Ok. Người sưu tập, nhà sưu tập. Họ trồng lúa và chợ nuôi gia súc ở nông trại. Bọn họ là gì? Nông gì?
nông dân. Ủa? Nông dân là gì? Farmer. Ok. Farmer. Farmer. Người làm nông. Farmer. Ok chưa? Viết chữ nhỏ dễ nhìn hả? Nè. Đấy, farmer. Ok chưa? Farmer. Rồi, số phải dưới tìm đây. Câu điều ước. Này mới nói xong. Câu điều ước này, bộ chủ gì My student là học sinh của tôi không có là học hành chăm chỉ đó. Học sinh tôi không học chăm chỉ, vậy tôi ước sao? Tôi ước học sinh của tôi sao? Học hành chăm chỉ sẽ là I wish my student. My student. Study con đưa về quá khứ cột 2. Hát xong, đổi ngược lại. Là nó không học chăm chỉ, bây giờ ước ao nó học hành chăm chỉ. Và con không có xài đô nữa. Mà con chỉ xài study mà con đưa nó về cột 2 cho cô. Cột 2 là y ra biến thành y ngắn thêm y đi vào. Đấy. Tôi ước rằng học sinh của tôi học hành chăm chỉ đó. Câu 2 là tôi không thể đi đến bữa tiệc, tôi ước là tôi có thể đi tới bữa tiệc. Bây giờ ở đây, tôi ước là tôi có thể này. Có can con chuyển thành could đây. Đấy chưa? Bỏ nó đi. Come to the party. Đấy. I wish I could come to the party. Sao cô không chiếu tìm với cô? Máy này nó chưa có dây, máy này cái rắc khác mà rắc kia. Rồi, ở đây, bữa sau mua cái máy kia đang bị hư rồi phải sửa. Ông bà tôi sống xa tôi, vậy tôi ước ông bà tôi không sống xa tôi đúng không? Vậy là I wish my grandparents didn't live too far from me. Đấy, I wish my grandparents didn't live too far from me. Xong. Nga không ở Hà Nội, bây giờ Nga không ở Hà Nội thì Nga ước là Nga sao? Cô ấy đang ở Hà Nội đúng không? Rồi, ngược lại nha, động từ to be thì đưa về quà xài to be. Đấy. Nga ước cô ấy này were in Hà Nội now. Đấy, Nga ước Nga là cô ấy đang ở Hà Nội, bây giờ cô ấy đang ở Hà Nội. Ok, biết vào nhá. Biết vào. She were in. Rồi, câu 5. Học sinh lau dọn phòng học này ngày hôm qua. À, đây là câu bị động này con này. Câu bị động này. Từ làm nốt các bạn này, cô đưa cho cái đề làm thử. Nào, học sinh lau dọn phòng này ngày hôm qua, người ta đưa cái phòng này được lau dọn là this room is clean ED này. Đấy chưa? Đó. By student. By student every mượn cái gì? Đây. Đấy. Trời ơi, lớn còn chơi đất nặng hả? Đất nặng không cô? Cục đá gì á. Xong coi ném máy thôi nha. This room is clean by student every day. Giờ còn mỗi cái máy này xài được thôi, mà hỏng nó là tôi toi đời rồi. Cái gì bị làm tím. Không. Giờ đứa nằm hư bắt đền đấy. Máy xịn sò của tôi. Nhưng mà nó sẽ bằng kim cương chưa mẹ? Kim cương giả hả? Kim cương không? Kim cương giả nè. Rồi, bà này. Những người công nhân vừa mới xây một cái cầu ở đây. Vậy đây là câu bị động. Câu bị động. Cái cầu mới mới được xây đây. Have been just built by the worker. Here. By the worker. Thầy kiến thức nó mới quá không? Này học hết rồi nha. Học với lớp 8 năm rồi đấy. Rồi, tôi đã mua cái cặp sách đó vào năm ngoái, cặp sách đó đã được mua bởi tôi vào năm ngoái nè. Quá khứ gọi là câu bị động passive voice. Vậy là quá khứ thì con sẽ xài was cộng động từ cột 3 was bought last year. Đấy, was bought last year. Ba vừa mới hoàn thành những cái việc đó trước bữa trưa. Vậy là lại là câu bị động. Những công việc đó. Đấy, những công việc là số nhiều dài have cho cô. Been finish ED before lunch. By ba before lunch. Rồi chúng tôi sẽ làm một cái bài kiểm tra tiếng Anh vào tuần sau. Vậy đây sẽ là bài kiểm tra sẽ được làm vào tuần sau.
gọi là will be done. Will be done next week. Vâng. Thấy mới mẻ không? Câu bị động passive voice. Ba sẽ cho con trai anh ta một món quà. Vậy là con trai của anh ta sẽ được cho một món quà đúng không? Vậy là he going to be given a present. Đây là câu bị động của thế tương lai gần. Câu bị động của thế tương lai gần. Câu bị động của thế tương lai gần. Đấy. Bởi vì Hoa mệt mỏi. Nên là cô ấy đi ngủ sớm. Là Hoa đi ngủ sớm Hoa mệt mỏi này. Hoa, Châu mệt mỏi. Cho nên Châu ngủ sớm. Hoa was tired. Nhấn đúng rồi, nhấn đúng rồi. Đây đây, Hoa was tired này. Was tired để đây. Nhá, phẩy này. Vì thế cô ấy đi ngủ sớm này. So, she went to bed early. Xong, cô lấy cái đề thi cho làm. Bữa nay là học cấp tốc nên nhiều kiến thức quá rồi muốn là thi các bạn chơi. Lật đi nào đi. Cái ấy. Ok. Rồi làm cái đề thi.